hôm nay thì Lê Hải xin chia sẻ mọi người một cái khóa học liên quan đến điểm báo cơ. Có lẽ là chúng ta nhiều khi chúng ta cũng đã biết điểm báo cơ trên chính cơ thể chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không biết đó là cái gì. Với khóa học này chúng ta sẽ được giải thích về điều đó. Điểm bó cơ hay gọi điểm kích hoạt, mở ngoặc là trigger point, viết tắt là TRP, và chữ T viết hoa, là một điểm dễ nhạy cảm cao, là những nốt mở ngoặc hạt xuất hiện trên một dải căng của tổ chức cơ xương. Chúng ta sẽ để qua để làm, và đương nhiên là nếu như những người mà đau cổ vai gáy ở những chỗ này, khi mà chúng ta tay quay lại này, họ có thể xuất hiện những điểm đau nhất. Kể cả động tác dây ấn này thì cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Đây là chính cái động tác mà tìm điểm bỏ cơ, cũng là động tác massage luôn. Đấy, con cái chúng ta gặp vàng, chúng ta tìm kiếm, đúng không ạ? Con cái là vàng, tìm kiếm thế này. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể dùng các cái đầu ngón tay, chúng ta có thể dùng thế này. Và khi chúng ta làm, chúng ta chỉ cần bấm ngay vào cái vùng tụ cơ này. Đấy, vuông góc của đường ra, ấn giữ. Đấy, và chúng ta sẽ thực hành khoảng 2-3 phút như thế này.